Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ, chào mừng các bạn đã quay lại với video mới của em. Video này là số 235 và chiều nhá, chiều video thứ hai trong ngày, ngày 30 tháng 8. Video này em xin xếp phép phép lên lô cần tiếp tục. Là hôm nay là sẽ có chiều nay nhá, chiều nay sẽ có là những cái ISO khen lớn ạ. À. ISO khen lớn cho các anh đánh đơn, ngâm lăng c và các anh câu dạng câu lục hay là tục đầu cần gần thôi hoặc là bạc bãi biển được. Và những cây là cây hay chi hôm nay sẽ có tiếp tục ba cây hay chi nữa nhá. Và cái hay chi cho các anh câu bè Câu uh, câu bè nha Câu đơn câu bè Và những cái cần lua Lua mấy ngang nha Đây hôm nay có mấy cây lua mấy ngang Và một cây mấy ngang Một, một khúc à. Tây cò nha Và hai khúc ba khúc Dây trong lên khoen Khoen Fuji Ở đây cũng có hai khúc ba khúc nha Hôm nay toàn là hai khúc ba khúc cho các anh đánh Ngắn dài đều có Và cuối cùng em sẽ có là một cây Đai qua lòng bìm nha Đai qua lòng bìm 4 mét. 54 cứng 30 ạ, à. đủ cứng 30 nhé cho các anh đánh lục hoặc là các anh đánh bạc bại biển và đánh gần biển được nha. Cái này các anh săn tra cũng được bởi vì nó nhẹ, nó rất là nhẹ các anh nhá. 374 g thôi ạ, cây bốn bốn khúc đó nhé Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi cần là 40k. Và anh nào đặt trên hai cần thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh hoặc một cần chuyển khoản thanh toán sẽ được bao ship nha. Rồi đây. Sản phẩm đầu tiên hả? em xin phép lên nhanh, cái này Ryobi chiều dài 2m7, độ cứng của nó là 15. Cái này là bạn Kodia xuất nhật, cái này nè, đây, hãng Ryobi nha. Capotec Long Master. Và ngọn là 1.7, trọng lượng là 133g nha. Bát của nó là bát Fuji FS6 ạ, à. bát gặp. Cái này cắp bông sắn nha, đây mình anh xem carbon sắn ạ. À. Bên dưới đây, rất là nhẹ, tem vàng còn đầy đủ nha. Đây, ngoại hình thì có sơ sứ một ít. Lông mèo không ảnh hưởng gì cả nha, ngoại hình cũng còn sáng. Đây. Dàn khuyên Fuji loại sứ xám. Cái này độ cứng 20 nhá, độ cứng 20 đánh ok cho mình. Cái anh đánh 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 chép, đánh trôi, đánh chim hiệu quả nha. Còn đánh đánh về về phần chim nhá, các anh dùng cái 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 thẻo, cái thẻo nó cứng cáp một tí, bởi vì chim nó hay hay cắn đứt, hay cắn đứt dây. <laughs> Rồi. Cái này mã số của nó mã số 1 giá là 650k. Mã số 1 nha, giá 650 cho cây này. Cái này độ cứng 20 nha, độ cứng 20. Cái tiếp theo. Cái này thì chiều dài cao nên độ cứng nó là số nhỏ nha. Cái này 4m5 độ cứng 3, độ cứng 3 này đánh có cảm giác nè và power focus C lock. Đây, ISO khen lớn nha, bass là bass Fuji DBS bass quận. Đây, mình trên này, nó là của thuộc hãng Suzumi và tay cầm được sơn xám nhám nha, xám nhám. Ngọn là 1.9 trọng lượng là 268 gram nước sơn nè. Với màu xanh mực, với màu tím cà, với màu bạc nhá Ở trong thì các anh thấy màu xanh thôi. Và bên ngoài nó màu tím nha. Đây. Và dàn khoen Fuji loại xứ xám. Đầu bu của nó là đầu bu Fuji loại xứ đen. Đây, nó có thầy nha. Cái đầu ngọn của nó là cấp bằng sắn luôn. Sắn toàn thân. Sắn toàn thân nha. nói chung mọi hình bên trong nhé mọi hình bên trong còn đẹp đây chắc là ít sơ xước nha nó còn bóng sáng cho mình đây. nhìn bên ngoài cái phôi màu nhé cái, cái màu là nó màu tím nha không phải màu xanh mực nha bên trong video các anh thấy xanh mực nè cái phần này có màu tím một tí ít nha bên ngoài thì nó màu tím tới đây là màu tím đậm nè và cái này chiều dài 4m5 độ cứng là độ cứng 3 mã số là mã số 2 giá là 850k và số 2 nhé. giá 850. Mà số 3. Mà số 3 chiều dài 3,6 m độ cứng 20 ạ. À. Vẫn là độ cứng 20 các bạn nha. Cái kia thì cây số 1 thì độ cứng 15 nhá em xin lỗi nhé. em đọc đọc nhầm một tí. Cái này mà chiều dài 3,6 mà độ cứng của nó là 20. Và cái này là Ehibiton. Cái này hàng Nhật bãi các nhá, hàng Nhật bãi. Bass của nó là bass Fuji FS7 ạ, bass các gắn máy lớn được, gắn máy 5 ngàn cũng được luôn. 5 ngàn trở lên cũng được. Cái này carbon rod nha, carbon rod. Và ngọn của nó là hai ly, trọng lượng là 234 gram. Bên dưới đây, sơn nhám này nó bị chóc một tí, chạy một tí không sao. Phôi là phôi carbon nhá Cái sơn của nó dạng màu tím, hơi hơi nhụm mực một tí thôi. Và bên trên là màu bạc. Dạng khoen là Fuji loại xứ xám hết ạ. À. Fuji loại xứ xám, bên trên có hai khoen chạy loại cần rút thông dụng nhất nha loại càng iso này để các, anh đi câu dịch vụ thì bình thường dịch vụ mấy cái hồ tự nhiên các anh nhá mấy cái hồ tự nhiên cho các anh đánh đánh mè đánh ai qua mè zin đó các anh nhá và con này mã số 3 giá của nó là 700 k mã số 3 giá 700 trăm nha tiếp theo mã số 4 là một con suzumi ạ à. Suzumi nhá đây nó có bị nhám 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 đen màu tí và chiều dài là 4m độ cứng là 2.5 đây 4m trở lên là độ cứng số nhỏ nhá và 2.5 power pocket đây tem còn đầy đủ à bác là bác Fuji F7 dành cho máy lớn được luôn cho anh đánh xăng hàng nó kiểu sân hàng nha cho mình dưới đây và ngọn là 2.4 trọng lượng là 210g cũng chỉ chích keo bằng còn tốt 210g thôi nhá Giang khoan Fuji loại xứ xám ạ. À. Đây, bên trên lóng ngọn to này, các bông sắn toàn thân nhá. Sắn nó nổi. Đây. Đây. có vài có vài chỗ nó xước nữa. cái này là xước dăm một ít nè, xước dăm một ít nè, mượt nè và vài chỗ nó 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 xước cả lông mèo và hạt cát nha, ở đây. Đi xem nha. Nước sơn của nó màu bạc, sơn này sơn dễ sơn thôi, màu bạc dạng mà nó nó pha kem một tí. Có mã số là mã số 4, giá là 700k. Mã số 4 nha, giá 700 cho cây này. Tiếp theo ạ. À. Cái này chiều dài 3,6 độ cứng của nó là 50. Đó đây, độ cứng 50 đến 60 nó có cái dán cái 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 này nè. Đây nó nổi nha, nó có dán. Và đây là Waco, Waco hay à, Nhật Bản nha. Còn rất đẹp, 3,6 cứng 50 cho cánh đâm đánh bạo lực được. Bass là Bass Fuji, FPS bass quặng ạ. À. Đây cũng chỉ chích keo nè. Nó xịn. Đây là kim loại nè, lạnh. Bass là bass quặng nha ngọn của nó là 2.1 trọng lượng là 383 g bên dưới đây ạ à. 383 gram nhé đây này Hay nhật bại thì không tránh khỏi sơ xuất anh nhé đây này các bông sẵn ha à. các bông sẵn ạ à. và dàn khen Fuji loại xứ xám hết nha đây lóng ngọn này nó bị bay cái màu sơn này Ở đây phối màu nha, phối màu không phải sơn nhé đây Ngoài hình thì có sơ sướt anh nhé có sơ sướt nhưng mà cái phôi nó rất là dày phôi cây này qua cô nhé nó dạng nó chóc mấy cái lớp 2 k nhé lớp vỏ 2 k trước chúng cái lớp vỏ 2 k của nó đây quay cạnh cạnh cho các xem luôn đây lớp vỏ 2 k này đây cái thấy cái phôi trong này cái lớp này lớp sơn này cái cần này phôi còn tốt anh nhá phôi nó còn tốt và đánh bạo lực được nhá các anh đánh lục đầu cần được ạ à. cái này đánh lục đầu cần và đánh bạc bại biện gần biện được mã số 5 giá là 800 k mã số 5 nhá giá 800 tiếp đến cần hay chi hay chi cho mình câu đơn câu bè đây. cái này nó dịu các anh câu bè thích hợp ngon đây cái này hãng tắt Enjoy chiều dài một mét tám độ cứng là 10 đến 20 ạ à. đây độ cứng 10 đến 20 cc và tem còn đầy đủ nhá hàng nhật bại nhá bát của nó là bát fuji FS6 bát, bát gọc đây dàn khoen là fuji loại xứ sám. ngọn là 1.1 trọng lượng là 123 g gram bên dưới đây tay và dạng máy trèo độ cứng 10 cái này nó 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 là hai ngọn ra nhá đây nó là hai ngọn và độ cứng của cây này là độ cứng 10 nó mắc một ngọn rồi hàng nhật bại về thì nó thắt lạc ra nhá thắt lạc đây khoen đây khuyên là khuyên hai chân nè khuyên cái là một khuyên ba chân chống nổ đầy đủ ạ à. đây cái này cũng còn sáng nha còn khá sáng nhưng mà các anh xem à, đây và mã số là mã số 6 giá là 700 k mã số 6 nhá giá 700 tiếp theo ạ à. một cây carbon sóng sóng văn cái này là west nào đây sóng văn nè chiều dài 2 m độ cứng là 30 đây độ cứng này mà các anh xem đây rất cứng nha đây West now cái này là tem vàng còn đầy đủ hàng Nhật Bản nha và ngọn là 2.2 trọng lượng là 193 g 193 g nhé đây các bông sóng văn ạ à. sóng văn bát của nó là bát Fuji FS6 bát gặp cái này câu Hichi nhé các anh câu 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 đơn được nhá câu đơn trên bờ được và ngọn của nó là dạng ngọn đặc, ngọn tháp ạ à. ngọn đặt ngọn tháp nhá đây ngọn đặt đây sợi thị định đặc nó khó gãy cả nha thì cần hay chi câu bề đồ các kiểu thì nó khó gậy hơn nó ngọn đặc ngọn thấp ở đây cuốn chị chống nổ đầy đủ ạ à. cuốn chỉ chống nổ đầy đủ nha thì cái cái đầu bu của nó này alo của nó thì nó nó, nó hơi để lâu nó sử dụng lâu các nhá nó, nó, không ít vệ sinh đây là bù nó bị ảnh hưởng một tí và mã số là mã số 7 giá là 850 k mã số 7 giá tám trăm rưỡi bông sóng văn nha tiếp theo mã số 8 cái này chiều dài 2m1, độ cứng là 30 Cái này là Viking của hãng Daiwa Hàng nội địa Nhật nha Cái này thì nó bị mắc cái tem thôi Mắc cái tem rồi Daiwa hàng nội địa Nhật nha Các bông sẵn hay da Bông sẵn thuộc gọi sẵn dày cho mình đây, Ở đây có cái khen nhỏ này đây, chị chỉ đầy đủ nha Nội đẹp Bá là bát Fuji FS7 bắt gặp Fuji FS7 nha đây. Bên dưới đẹp cái gỗ này, cái đế gỗ này, nó nhỏ thôi nhá, nó nhỏ thôi. Đây fishing Tracker. Càng hay chi nhá. Dạng khen là dạng khen Fuji đổi xứ phát quang, phát quang nhá, Fuji phát phát quang. Và ngọn của nó là dạng ngọn đặm, ngọn tháp ạ. À. Ngọn đặm, ngọn tháp hết nha Đây. Và cái ngọn của nó nhá, ngọn của nó là hình chữ nhật nhá. Đây nó vuông góc này. Nó vuông góc ra nhá, hình chữ nhật. Nha cái này nó lép cho mình mã số của nó là mã số 8 giá là 1 triệu 100 nha mã số 8 giá 1 triệu 1 tiếp đến là cần luôn ạ cần luôn này dạng máy ngang con cần này thì các anh câu bè cũng được canh câu bè cũng được nha Đây, ngàn ngang câu bè hay chi dạng hay chi cũng được và các luôn cũng được Đây. và nó là chiều dài 1m65 fishing game của hãng Suzumi nhá, Suzumi đây bát nó đây bát là bát hạng bắt quẩn nhá nó no, nó no, nó no, nó no. nó xin vào cái phôi này cái phôi này đây ốp cái phôi lại này mời các xem nhé cái phôi đây tay cò nhá có tay cò thẳng đứng xuống nhọn lên nhọn nha tay cầm mút à. mút này mút cứng và ngọn là 1.4 trọng lượng là 140g bên dưới đây dàn khoen là dàn khen hạng nha còn sáng đẹp đây ngọn bên trên là dạng ngọn đặt ngọn tháp cho mình đây như dạng ngọn đặt ngọn tháp này cái này hay chi cái này dạng hay chi rồi hay chi hay chi câu mấy ngàn nhá canh câu mấy ngang bên trên có cuốn chỉ chống nộ câu bè câu mấy ngàn nhá những con mấy ngang nhỏ, nhỏ nhỏ em thường bán ra nhá cũng được và con này mã số 9 giá là 600 k mã số 9 nhá giá 600 mã số 10 là một cây lua à một cây cho mình đánh luôn cái này chiều dài hai mét bảy độ cứng của nó rơi tầm là l m l nhá đây cái này thì có sơ sức cái phần này phần nhám nhá nhám nước xuống nước màu ở đâu nhá bát là, nó là bát fuji chữ vàng bát quặng ạ à. dàn khen là dàn khen hạn nhá khen hạng này khen đẹp khen ngầu cho mình còn cái cái này nhá cái phần này, này nó bấm được nè em không biết cái này là cái gì họ có chế vô đây đây để vậy luôn đó nha và ngọn là 1.4 trọng lượng là 230 g đây cầm bút mút, mút cũng khá cứng có mềm mềm có đây dàn khoen đây hơi cụ một tí ra nhá không sao cuốn chỉ chích keo vẫn còn tốt ạ à. tem còn đầy đủ nha đây và khoen của nó rất là độc lạ cả nhá em mời các anh xem nó đây cuốn chỉ chống nổ này ở đây nó 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 đây, đây. em mời các anh xem hai khoen này nhá hai khoen này không tương đồng nhau nó quay 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 nhìn nhau đó nó quay quay qua mặt khác nó không có nhìn nhau đây và đây là bu đây cuốn chỉ chống nộ đầy đủ nhá nước sơn màu đỏ và cái này mã số của nó là mã số 10 giá là 650k mã số 10 giá 650 nhá chất liệu carbon mà số 11 là một cái cần lưu máy đứng ạ. À. Lua máy đứng này nó có lên khuyên lại rồi. Đây, nó có cuốn chỉ chích keo. Và cái này đây ạ. À. Chiều dài của nó là 2,4 m nhá. Dòng Hunter Six. Đây. Máy in Korea xuất nhập. Cái này thì 2,4 m, tải mồi là 1/2 đến 11/2 OZ, tải cá là max 16 LB nhá. Max 16 LB cho mình. Ngọn là 2.2, trọng lượng là 206 g dàn khuyên là dàn khuyên hạn nhá ở dưới thì cán bằng này cán bằng này nó có chích keo mấy cái chỗ này cho nó cứng chắc nó bị lỡ ra các anh nhá đây thì hàng uh, nhập bại mà ở đâu bị bị hư bị sức em chỉ cho các anh nhá ở đây nó cũng không vậy nói chung là không ảnh hưởng gì nhiều bán là bát Fuji DBS đây. nói chung là câu uh, lấy mấy cái phôi cần là ok là rồi đây khuyên cái là một khuyên to khuyên 30 Càng lưu máy đứng nha cái này độ cứng của nó là độ cứng tầm ML và mã số 11 giá 600k mã 11, 11 nhá giá 600 tiếp theo là một càng lưu máy ngang ạ à. lưu máy ngang này cái này một khúc à nha nhá một khúc thôi và đây đây là trên rồi chị Rôn. đây cái này thì độ cứng của nó là M nha độ cứng M chiều dài của nó là 1m68 ạ à. 1m68 độ cứng M cái này lưu mồi là 5 phần 8 mồi Z. Tải cá là 17 lb. Bát 17 lb luôn nha. Cái này là IMX Graph File. Đây, cái này xoắn nha. Xoắn cho mình. Xoắn nha. Xoắn trong ạ. À. Và ngọn là 1.7 trọng lượng là 120 gram. Tay cầm mút ạ. À. Một khúc thôi các bạn nha. Một khúc dài 1m68 ạ. À. Bát đây. Bát là bát hạng, bát quận này Kanaji bắt gôn luôn nha, bắt gôn luôn, đây cò rất đẹp, kiểu dáng rất đẹp và độ cứng cao, đây em mời các anh xem độ cứng càng rất là rất là thẳng, thẳng tắp luôn nhá, đây độ cứng cao, đây ạ, à. dàn khen là dàn khen Fuji Six nhá, ở đây thì nó ba chân Fuji Six ba chân nhá, đây, đây tất cả dàn khen Fuji Six hết nhá ba chân hết ạ, à. Đầu bu cũng ba chân luôn. Và cái này mã số của nó là mã 12 giá là 600k. Mã 12 giá 600, những anh mà à, ở dưới quê, mình đánh thì rất là tiện lợi bởi vì dưới quê thì mình không có cần đem đi đâu, không nó chỉ có một khúc thôi nha. Tiếp theo là một cây ba khúc ạ, à. ba khúc dây trong đã lên quen Fuji. Đây, chiều dài của nó là 3,6 cái này hãng Alpha Cơ của encodia xuất nhập trong Pro Fighter Đây Power Inter Cái này độ cứng của nó rơi tầm 30 đến 50 nha Cho mình đánh có cảm giác Bát ra bát Fuji DBS 6 bát quẩn Ngọn là 3 ly trọng lượng là 140 gram Đây Alpha Taker bên dưới cây này carbon sắn ít nha Sắn ít à Đây mời các anh xem dàn khen là dàn khen Fuji Fuji nhá Cái này thì nó có cuốn trị luôn rồi Nó có chích keo luôn rồi chích keo luôn nhé đây quay keo luôn cuốn chị và quay keo đầy đủ hết à cây này cây này carbon sẵn ít à đây quay keo sẵn hết rồi nhá rất hợp lý thôi carbon sẵn ít và cái này mã số 13 giá là 700k mã 13 giá 700 tiếp theo hai khúc ạ à. cái hai khúc này chiều dài 2m3 độ cứng 30 cho mình đánh ao hồ gần nhà nè và mình đánh lấy cảm giác là tuyệt vời luôn nhá cây này và dòng Interline cái này là hãng Daiwa của Honda Loop đây Honda Loop Daiwa và các bông sẵn nha sẵn bát là bát Daiwa bát Daiwa bát quẩn dàn khen là dàn khen Fuji đây nó có cuốn trị nè cuốn trị chích keo sống nha dàn khen Fuji hết ạ đây tay cầm là mút mút này mút cứng nha mút cứng Cái này là bản Đài Loan xuất nhật nha Và mã code có Mã code đầy đủ Bên trên này các bông xoắn ít nha Cái nghe ngọn của nó là dạng xoắn Còn ở cái thân nó là xoắn ít đó. Đây Và mã số của nó là mã 14 giá là 700k nha Ngọn 2.7 ly trọng lượng là 250 g Mã 14 giá 700 Cho cây này Tiếp theo vẫn một còn một cây nha Cái này cũng là dây trong lên khoen Và chiều dài 2m1 ạ à đây power action của hãng TOB b, -B nhé đây em vẫn còn ngọn là ba ly trọng lượng là 245g bên dưới thì có dây, dây chế cột bảo hiểm nè ở đây thì nó có xúc có rách một tí cái tay cầm mút nha hơi cũ một tí xíu thôi tay cầm và dàn khoe là dàn khen Fuji tay cầm mút này bát là bát Fuji DBSS bát quặng bát này khá khó thấy ít khi thấy hãng T.O.B nhé khuyên đều là khuyên to hết nha khuyên to và mã số là mã số 15 giá là 700k mã 15 giá 700 nha anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại cũng có ghim trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 em mời các anh xem cây này còn mới đẹp và cứng cáp đây cái này chiều dài của nó 2m7 nha chiều dài 2m7 độ cứng của nó là độ cứng 80 và ngọn nó là ngọn nảy cho mình đây ngọn này nhá độ cứng 80 ngọn này và ngọn là 2.6 trọng lượng là 340 g dàn khoen là dàn khen Fuji loại xứ xám bên dưới đây mà các xem cái đế là in Japan nhá nhà in chữ Japan cái tay cầm mút là mút rất là cứng luôn nhá cứng cực kỳ cứng luôn cứng như cái phôi vậy đó đây cũng chỉ chích keo bằng ngọn tốt bát là bát Fuji D20 Japan FPS D20 Japan nhá đây mọi xem Đầu bu của nó là đầu bu Fuji 6 nhá. Cuốn chỉ chống nổ này, rất dài và con gen ở trên là đầu bu Fuji 6, môi trẻ chống sắn à. em mời các anh xem nhá. Đây, môi trẻ giống sắn nhá. Cái này rất đẹp. 2,7 nhá, 2,7. Và mã số là 16, giá là 850k. Mã 16 nhá, giá 850 cho cây này. Bát này. Rất đẹp nhá, có viền viền xanh viền vàng này. Viền vàng kim loại. Cây tiếp theo ạ. À. Đây em lên cây Shimano nhé cây Shimano cái này chiều dài 2 mét 4 độ cứng S à độ cứng S thì cây này độ cứng nó tầm là 30 đến 50 ra nha 30 đến 50 ạ à. cái này là Wabi Basami Hà Nội đi Nhật tem vàng còn đầy đủ cấp bông sẵn ít nha sẵn ít thay da cái này nó có nội găng một nội một tí nội nha và bát của nó là bát Shimano đây em mời các anh xem Bio Balancer Shimano nha Bắt xích đây Fuji nhá, bắt Fuji Và bắt quặng ạ à. Bên dưới đây ạ, à. em mời em xem Có dây Shimano này, dây cột Shimano này Tay cầm cũng khá cứng Và ngọn là 1.3 nhá Ngọn của cây này là 1.3 Trọng lượng là 245 g ạ à. 245 g đánh có cảm giác tốt luôn Đây, ngọn là ngọn đặc, ngọn tháp cái anh câu bè cũng được cái này thì cái anh câu bè cũng được Bởi vì độ cứng của nó cũng dịu Và ngọn của nó cũng nhỏ và ngọn tháp thuộc dạng ngọn tháp cho mình đây đầu bu là đầu bu Fuji môi trẻ chống sẵn nha Fuji xích môi trẻ chống sẵn nha mình sẽ gọi mua Fuji nhé. còn những dàn khen kia là dàn khen Fuji xứ xám mã số là mã số 18 giá là 1 triệu 100 nhé Shimano hàng nội địa Nhật Bản mã số 18 giá 1 triệu 100 mã 19 ạ à. mã 19 là cây 2m7 cái này là Super Cabotech Super Cabotech của hãng Ryobi hai cút nha 2,7 m độ cứng cao độ cứng 80 trở lên và bát là bát Fuji FPSD 22 bát Japan bát quặng này cũng chỉ chiếc keo là còn tốt nha ở đây thì nó hơi lợ một tí ngọn là hai ly trọng lượng là 294g mặt à. bên dưới đây 294g nhé dàn khen là Fuji loại xứ xám đây. Đây. nói chung là dàn khen là còn đẹp còn chị thì nó hơi cũ một tí đây phần này nè cái anh so với phần này, này nó khác khác tí nha và ngón là dạng ngón đặt ngón tháp ạ, à. ngón đặt ngón tháp cần thì có sử dụng qua nhé nó là như vậy nha. nó là như vậy nó hơi cũ nó dính đắt nhiều hơi cũ thôi đầu bu là đầu bu phu di xích nè phu di xích nha và cần không có bị gãy ngọn nha nguyên riêng nguyên bản hết mã số của nó là mã số 19 giá là 750k mã 19 nha giá 750 rưỡi những cây hai khúc này ba khúc này thì thuộc cho các anh đánh đơn ngâm lăng xê nhé cái tiếp theo cũng vậy nhưng mà cái này nhỏ hơn này cho các anh tiện lợi các anh ngồi ở trong mấy cái cây nhỏ nhỏ mấy cái góc nhỏ nhỏ góc hẹp mình cầm cây này mình đánh nha và cái này là cách bông ít này ít hãng alpha ticker chiều dài của nó là một mét năm cây này có hai ngọn nhá hai ngọn cây này bạn cô đi ra xuất nhật Đây ngọn một ngọn là 2 ly một ngọn là 2 2.2 ly trọng lượng tổng thể là 340 g bỏ một cây ra thì nó cũng tầm là 200 thôi ba 300 thôi 300 có nghĩa thấp hơn bên dưới có cái cán gỗ to này. Chàng khuyên Fuji xứ xám khoen to cho mình luôn khoen đây tất cả khoen cũng đều khá to khá to nha một đây đều là ngọn đặt ngọn tháp hết ạ à. ngọn đặt ngọn tháp hết Fuji xứ xám trên chống nổ to đầy đủ ạ à. chắc cho cây này độ cứng của nó là độ cứng là 30 40 50 nha tầm đó 50 nha tầm 50 hai ngọn luôn và mã số 20 giá là 750k mã 20 nhá giá 750 cái này sau so 80 trở xuống cũng được cái này cắm cắm vào thì nó cứng nha trên này thì nó chịu nó có độ nảy nè mã 20 giá 750 cái tiếp theo cái này thì thuộc dạng cho các anh đánh đơn ngâm năng xe săn hàng dạng săn hàng và các anh đánh đêm đêm đi biển đánh cũng được và cái này là holder potion cái này là 2 m mốt độ cứng 120 săn hàng hạng alpha ticker nha. pro fighter cái này bạn china xuất nhật ạ. À. bạn china xuất nhật nha đây hai m mốt độ cứng tám hai độ cứng 120 trăm hai mươi nha và bát là bát fuji có in chữ alpha Taker này in chữ hạng nó lên còn rất sáng đẹp cây càng màu cam nhá màu cam và ngọn là 2.5 ly trọng lượng là 360 gram đây một cam lần giống như có khi lần đầu tiên em mới lên cây càng đầu một cam này đây, bên dưới cái đế cái tay cầm là bằng da không bằng bằng mút nhá mút cứng mút cứng à. và khoen của nó là khoen Fuji Six nhá Fugisik, em mời anh xem cuốn chỉ dích keo vẫn còn rất đẹp nha đây cái này là cây xuất nhật nhá không phải cây hàng nhà, hàng tàu hàng nhái nhá các anh nhá đây, 2 mét mốt cứng 120 ạ. À. Đây, dên chống độ đầy đủ em mời các anh xem. Những cái đường trị nè. Không lệch vào đâu nha. Đây. Đây. Và mã số của nó là mã số 21 giá là 1 triệu 200 nha. Mã 21 giá 1 triệu 2. Rồi, rồi em xin vết lên cây cuối cùng. Đây. Cây cuối cùng là có đi kèm với túi vải nha. Túi vải đai qua. Đây, hai ngăn Túi vải Daiwa qua, túi này có hai ngăn nhá, 2 ngăn. Daiwa qua. Bởi vì nó có 4 khúc đây. 4 khúc nha. Chiều dài cao luôn. 4 m 54 ạ. À. 4 m 54 độ cứng 30, cái này là hãng đai qua. Long bim hàng nội địa Nhật và các bông xoắn x 3D nhá. Xoắn 3D cho mình. Đây. Ngọn của nó là hai ly trọng lượng là 374 g. Ngọn 2 ly các anh nhá. hai ly, hai ly. Và bát đây, Bát của nó là đá bát Daiwa DS075 stainless steel nha, stainless. Bát gặp. Và dàn khen là dàn khen Fuji Six rồi. Cây này thì nó có tổng cộng là một cái đầu bu và ba tổng cộng là tính đầu bu nữa nhá là tổng cộng 5 khen, 5 khen ạ. À. Bên dưới đây. Có cao su đầy đủ hết các cách lỗ Cái này thì đặc biệt là nó có cái chỗ nó sơn đen nhám để cho mình tháo lắp dễ dàng nhá. Đây, khen Fuji ba chân ạ. À quy sức hết nha quy sức ba trường hết đây khuyên cái của nó là một khuyên gặp mời các anh xem khuyên gặp nha cho các anh đánh lục đánh bạc tại biển đánh gần biển đều được đây các anh săn hàng săn cha cũng được bởi vì cái này nhẹ các anh đi săn cha để thoải mái nha săn cha săn dạng cha bò cũng được đây sướng là sướng sức môi trẻ chống sáng, à. đây phôi carbon ra nha sắn rất là đẹp bên trong zen chống nổ đầy đủ cho cây này. Đây, em mời các anh xem. Tem vàng còn đầy đủ nha Nhiều khi quay nhiều cây thì nó không có xem rõ được hết cái, 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 cái cây cần. Em quay vài cây cho các anh xem. Còn mấy cái này thì nó sơn giống nhau này. Đây thì nó đặc biệt nó có sơn nhám ở đây nhá. Để cho các anh khi các anh tháo lắp đơn giản nha mình khỏi cần lấy cái cái cao su mình quặn ở đây rồi mình tháo nói chung là cái cần này nó lắp vô nhẹ nữa. nó nó lắp vô nhẹ nha nhẹ đây bên trên thì cũng có luôn nói chung là cả hai tay các anh tháo lắp đều được nha và mã số của nó là mã số 22 giá là 3 triệu 400 mã 22 giá 3 triệu 400 cho cây này nha và em sẽ kết, kết thúc video tại đây cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một đăng ký chia sẻ giúp em ạ để bố bấm nút thông báo để đón nhiều video mới tiếp theo sẽ ra nhé em chúc các anh một buổi tối ấm áp bên gia đình người thân nhé xin chào tạm biệt các anh à.